Đây là trường học á thầy Bảo. Thầy Bảo à. Oh my God. Bảo, thầy làm cái trò gì vậy? Ở trong trường mà quần đùi là sao? Quần thì đâu? Cái gì cái quần? Nó hại tôi rồi. Là sao? Nói với thầy hiệu trưởng, tôi không thể dạy ở đây được nữa. Kiếm người khác thay tôi đi. Lý do? Cái quần, nó giết tôi rồi. Cái quần là sao? Thầy Bảo chưa ăn gì mà sao đi về đó thầy? Trời ơi không dám đâu, người ta vừa mới đem cái dĩa rau lên là ông ăn hết dĩa rau đó. Rồi ông đòi đi. Tôi nói thôi chờ chút xíu đi, người ta đem món ăn lên. Ông nói không có thời gian chờ là ông giọt đó. Giờ tôi mới phát hiện ra một điều. Dạ. Thầy Bảo mình hay lắm, ăn không có nhai, nuốt không à. Làm như người trên hành tinh nó xuống vậy đó. Ở gì đó thầy Bảo? Thì về tới nhà rồi hả? An toàn rồi hả? Ờ thôi chúc mừng. Wow, như tên bắn luôn vậy nha. Thôi ngồi. Dạ, bà. Ăn đi. Không, có ăn là ba vui rồi, ăn nhiều vô. Đó, ăn vô cho có sức. Có sức rồi, rồi tìm tòi nghiên cứu về cái chuyện cổ phiếu rồi cho ba vui rồi. Nhỏ, dễ thương quá đi. À, tự nhiên là cái công ty hoa hồng đen đâu đó nhỏ xíu à. Con mà cũng tìm tòi ra được bây giờ. Con thấy bây giờ nó trở thành một công ty lớn rồi đó. Ta thật sự ra mình chơi cổ phiếu là do tầm nhìn. Nè, mà sao không bán đi coi. Chưa phải lúc. Chưa phải lúc. Bao giờ mình đến lúc? 2 tuần nữa sẽ là một cú đột phá của bà. Hai tuần nữa. Nó sẽ là một cái Big Bang. Một vụ nổ lớn. 14 ngày nữa. 14 ngày. Mình để tới ngày thứ 13 mình bán đi. Không, đúng ngày thứ 14. 14? 9 giờ sáng ngày thứ 14. Nghĩ tới ngày đó sướng. Ăn đi con. Quý tử của ba. Ba ơi, ba thắng đậm trong 2 ngày luôn hả ba? Trời đất ơi! Ba ơi, ba mua cho con chiếc Ducati mới đi học đi ba. Con cũng muốn một chiếc Lamborghini đi học đó ba. Nè nè, hai đứa, quá. Anh đang khóc quá hả? Ông à, ông cũng đang khóc hả ông? Khóc chứ, mừng quá, vui quá, khóc chứ. Chúng ta phải nuôi cái cảm xúc này, đừng để nó trôi tuột quá nhanh, phải không? Ta phải ăn mừng nó. Chúng ta sẽ chuẩn bị đi ăn một cái gì đó phải sai xưa thật là nhiều rồi. Đúng rồi ba. Đi ăn nhà hàng phải sai, bữa nay phải sai. Ừ, được đi ăn mừng rồi. Tụi con lên thay đồ nha nội. Dạ, tụi con thay đồ nha nội. Thay đồ đi. Yeah, tới giờ học thêm rồi, đi học đi. Đúng rồi, ai cho tụi con đi? Tại vì buổi tiệc này chỉ có ba với ông nội là người được say thôi. Chỉ có ông nội hiểu được cảm giác của ba, không ai đi hết. Chỉ có 2 người đàn ông với nhau. Ba à, con tính mua một cái căn hộ khác ba ơi. Đúng rồi, thích ở cái nhà này nữa. Nó ồn quá. Một cái biệt thự, một cái villa gì đó ba. Trời ơi, ở người ngoài dòm vô tưởng 2 người đang yêu nhau đó. Trời, nhạc chờ mà cũng nhanh nữa. Alo. Alo, thầy Bảo hả? À, tôi Hiền nè. Sao vậy? Cô quyết định sao rồi? À, không phải, thầy Bảo à, tôi muốn nói với thầy. Bây giờ con đang ở đâu? Tôi đang ở phòng giáo viên. Tôi đang ở phòng trọ. Cô ở đó thì tôi qua liền. Khoan, alo. Alo. Cô Hiền. Sang, em đã chấp nhận anh được quen em phải không? Ngày hôm nay hay là bây giờ? Hay là mình làm liền luôn đi, Vũ Hiền. Thầy Bảo à, thầy bình tĩnh nghe tôi nói nè. Thật ra từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ có ý định quen thầy hết đó thầy Bảo. Nhưng mà tại sao em lại từ chối anh? Em suy nghĩ kỹ lại đi. Thầy
Bảo à, tại vì tôi biết là thầy rất là tốt, nhưng mà thực sự là thầy không phải là đối tượng của tôi. Mẫu người mà tôi thích không phải là thầy. Thầy hiểu không thầy Bảo? Vậy mẫu người em thích như thế nào hả? Thật ra Khoan nói về cái mẫu người của tôi, nhưng mà thầy có thể nào quay về nhà mặc cái quần với lại chiếc giày vô đàng hoàng rồi hãy đến trường không thầy? Đây là trường học á thầy Bảo. Thầy Bảo à, làm cái trò gì vậy? Ở trong trường mà quần đùi là sao? Quần thì đâu? Cái gì cái quần? Nó hại tôi rồi. Là sao? Nói với thầy hiệu trưởng tôi không thể dạy ở đây được nữa, kiếm người khác thay tôi đi. Lý do? Cái quần nó giết tôi rồi. Cái quần là sao? Quần thì đâu? Thầy Bảo, còn mấy đứa nữa vô học đi, đứa nhìn cái gì? Dạ. Dạ con cảm ơn ba. Trời ơi, chai rượu này là mắc tiền lắm á con. Dạ. Con thấy cái màu đâu với giống rượu bình thường đúng không? Dạ. Đó, cái mà nó đục đục vậy đó, như độc lắm á nha, mắc tiền lắm đó nha. Chưa kịp miếm môi một cái nữa. Ý, Công gọi con. Công hả? Dạ. Kêu nó ra đây nhậu luôn. Đó, chắc nó bảo với con là giá cổ phiếu lên. Vậy cứ nghe đi, trời. Cứ nghe, cứ uống. Nghe bạn. Bạn đừng có nói cái gì hết, bạn đang ở đâu? Qua nhậu với cha con tôi nào. Cái gì? Trời ơi, đừng có nói cái gì hết đó. Đây nè, tôi đang ở đây, tôi đang nghe bạn nói đây. Tôi nói cho bạn biết, 10 năm trời rồi ba tôi mới kêu tôi là quý tử đó các bạn. Từ đây mãi mãi. Từ đây và mãi mãi vậy sao tôi là quý tử trong lòng ba tôi? Chứ gì nữa? Tất cả là nhờ vào bạn hết. Nè, tôi nói cho bạn biết nha, giá cổ phiếu bây giờ tăng lên một cái nữa là tôi lời gấp 3 lần đó nha bạn. Ghê chưa? Nhờ bạn đó. Cảm ơn bạn nhiều lắm, tới đây nhậu với tôi. Tự tin quá. Alo. Hung hồn. Hả? Cái gì? Alo. Con đi ra ngoài con nghe cái. Alo. Sao bạn nói gì cái dấp mà dấp vậy? Thêm cái menu coi. Hả? Ây da. Nói đi. Ủa sao người dấp dấp vậy? Cái gì? Kem trộn. Tôi xin lỗi nha, tôi cũng bị một vố lớn nè, chắc tôi điên quá. Khoan, bạn ơi. Bạn nghe tôi nói không? Bạn đang giỡn với tôi hả bạn? Bạn giỡn với tôi phải không? Tôi đang vui lắm, bạn đừng làm tôi buồn tội nghiệp tôi bạn. Trời ơi, báo chí đăng tùm lum mà bạn nói gì kỳ vậy bạn? Mấy cái đó là bảo lá cải thôi, chỉ cần bỏ ra một chút tiền á, muốn nó giết cái gì mà không có được. Trời ơi, tôi muốn về nhà nhìn mẹ tôi quá. Ba tôi biết được chuyện này, ông giết tôi chết bạn ơi. Ông giết tôi rồi. Thôi bây giờ phải có nghĩ cách gì đó. Bạn tôi chạy về tôi bán liền. Bạn quýnh sẵn cái lệnh bán rồi tôi về tôi bấm enter cái được không bạn? Không có được, công ty đã bị đình chỉ nên cổ phiếu cũng bị đóng băng theo rồi. Tôi muốn bán á, mà bán cũng không có được nè. Con qua đây chứ đứng hoài đó vậy? Con muốn kiếm cái ổ điện con đút tay vô. Cái gì vậy? Con không phải, tôi tính kiếm ổ điện con sạc pin điện thoại ba ơi. Qua đây ra đây đi. Trời đất ơi, uống rượu đi chứ. Vậy nha bạn ơi, vậy nha. Lẹ con. Nè, vô đây.